Sim. Bỏ tay xuống là thoải mái này, không bỏ mụn. Chị gì bỏ mụn tay chị, xem nha.
Y todo el más. Cục miếng đã hay sự. Cục miếng đau. Chắc lâu rồi mới đi nặng mụn. Đau tốt gì coi cục mô ta ta nữa lấy thằng nghỉ mấy phút rồi hả? Đáng thêm 10 phút đủ 10 phút. Và trong mình thấy mụn nhiều khó chịu. Okay. Chờ chị xí xong rồi đó. Chị cạo chưa? Vô cạo ở dưới nhà rồi đó. Cố gắng xí rồi.
Tìm cái nhổ đoạn giữa được đoạn đầu không bị cái kiềm bị ấy rồi. Rồi thùng lum. Thôi xong rồi hả? Ừ, xong rồi. Xong rồi. Nói gì? Lấy giùm cho cái kem mới nha. Bên kia kìa. Cái nhiêu? Cái mụn này gọi là mụn gì vậy chị? Ừ. Đã nhờ đúng không? Mụn giống em đó. Của em là đầu đen này. Cũng tương tự rồi đó. Gầm quá mà.
nãy của em cũng rớt đó. Sướng thiệt.